Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 7 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay cục diện tương hại tác động khiến người tuổi Tý dễ trở nên nóng nảy và cáu kỉnh. Bản mệnh luôn cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm theo ý muốn cá nhân, đồng thời không muốn ai can thiệp vào công việc của mình. Rất có thể thái độ làm việc như vậy của bạn sẽ khiến cho kẻ tiểu nhân chú ý. Do đó, hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định, đừng quá mức nóng vội, đã bắt tay vào làm việc gì thì không tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng. Thủy khắc hỏa còn cho thấy nhiều mâu thuẫn đang tồn tại trong mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia của mình. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên tránh tình trạng hiếu thắng, so đo hơn thua, bởi dù người thắng cuộc là ai thì đôi bên cũng sẽ chẳng thể nào vui vẻ. Giờ tốt, 15 giờ 17 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu thân, thìn. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim. Trong gia đạo phái nữ gặp nhiều chuyện buồn phiền về công danh, tình cảm. Trong lòng có nhiều bất an, sức khỏe không tốt hoặc có nhiều chuyện phải lo, nhưng không nên hấp tấp sẽ gặp rủi ro bất chắc. Tài lộc vào nhanh ra nhanh chờ đợi tin xa không có kết quả lỡ hẹn bội ước tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang chỉnh đốn tu bổ cho nhà cửa công việc hoặc ngày có sự gặp gỡ người thân bè bạn không nên dính líu đến công việc tình cảm của người khác đi xa không có lợi nên lấy sự hòa giải tình cảm làm phương châm hành động tài lộc dễ hao tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa có hỷ sự tin vui nên đi lại di chuyển gặp gỡ mới tốt ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc công việc làm ăn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nếu thấy có tài lộc bất ngờ thì không nên tiến thêm dễ hao tài hoặc hao tốn về giải trí giao thiệp chia trác nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn có tin xa tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ không nên mưu cầu những chuyện lớn lao dễ gặp sự đảo lộn không như ý hoặc có chuyện thay đổi rời chỗ rời hẹn cho công việc sức khỏe không tốt chỉ thuận lợi cho việc nghỉ ngơi sắp xếp suy tính lại những việc đã qua đặt kế hoạch mới cho công việc sắp tới tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến ngày có sự hội họp bàn thảo nhóm bạn gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ có tin thuận lợi về công việc làm ăn và có rất nhiều việc đến cần phải giải quyết tài lộc tốt Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng, cục diện tương hình gây ra những tác động xấu cho sự nghiệp của người tuổi Sửu và là nguyên nhân khiến bạn vướng rắc rối. Vì thiếu tỉnh táo nên bản mệnh dễ mắc sai sót ngay cả trong những công việc quen thuộc. Trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức tránh những quyết định và hành động nông nổi, bởi nếu quá vội vã, bạn có thể đưa ra những quyết định sai gây thêm phiền phức cho tương lai, đồng thời khiến người khác có cái nhìn tiêu cực về mình. Tuy nhiên, trên phương diện tài lộc, thiên tài chiếu mệnh lại mở ra cơ hội phát tài với một số người may mắn. Có thể những khoản đầu tư trước đó của bạn đang dần thu được lợi nhuận sau rất nhiều sự mong đợi trước đó. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ tí, dậu, hợi. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Ngày xung của buồn mạng, ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình thuận lợi cho việc tu bổ sửa chữa dọn dẹp chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ không nên buôn ba tìm kiếm không có lợi hoặc đi vì những chuyện không hay cần phải giải quyết tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm ý hợp chuyện của việc làm hay vui chơi tình cảm cũng không nên khen chê nếu không vừa ý mình có tin buồn ở xa nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, ngày xung của bổn mạng. Nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn. Dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm, giao thiệp cũng không nên đi quá xa. Có tin buồn. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, có tin buồn của thân nhân ở xa hoặc có tin tức cần phải tiến hành về công việc đã tạm thời bỏ dở có sự sắp xếp tu bổ sửa chữa về nơi ăn trốn ở của mình cùng thân nhân hoặc hao về mua sắm cho những gì cần thiết của công việc sắp tới ngày không nên quyết định những việc quan trọng có sự nhờ và cần giúp đỡ của bè bạn thân nhân tài lộc trung bình tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng có nhiều công việc tin tức đến trong ngày rất bận rộn tốt cũng có xấu cũng có nên giữ hòa khí với mọi người trong nhà cũng như trong công sở vì ai cũng có tinh thần phải lo Tài lộc có nhiều sự chi tiêu bắt buộc, đừng mưu cầu việc lớn mà hãy chăm chú giải quyết cho xong các việc hiện tại. Tử vi tuổi dần. Kiếp tài giáng họa, người tuổi dần dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Trước khi oán trách người khác, bạn cũng cần tự xét lại chính bản thân mình. Bạn vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn nên bỏ ngoài tai lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác. Bạn có biết những hành động nông nổi và mù quáng sẽ khiến bạn phải hối tiếc trong tương lai hay không? Ngoài ra, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không chút giận lên nửa kia. Theo tử vi hàng ngày, bạn hãy tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng thảo luận và tìm ra cách giải quyết. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, tất hợi. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến do đó công việc hay bị đứt quãng hoặc khi bắt tay vào làm thì khó trước dễ sau có sự sửa sang tu bổ về nhà cửa hoặc văn phòng ngày có sự di chuyển thay đổi về công việc hoặc có những lời đề nghị mới việc tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp trong việc hẹn ước và cũng không nên tin cần quá đáng có tin xa hao tài nhỏ cho việc đi lại tiếp khách xe cộ nếu làm nghề buôn bán thì nên nhẫn nại mới có kết quả có quý nhân giúp đỡ về lời nói hoặc danh tiếng hát các ngành nghề sửa chữa xây dựng môi giới trung gian tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nếu có người hoặc có tin đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên suy nghĩ lại nên có sự tu bổ sửa chữa mua sắm chỉnh đốn lại công việc nếu có được tin tức không tốt về công ăn việc làm cũng không nên lo âu nên chờ đợi mọi việc sẽ có sự ổn thỏa có người hoặc có tin nhờ mình giúp đỡ có tin buồn ở xa tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh, vì chưa phải là đúng thời cơ. Tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo. Có thể có sự dò ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói. Có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cổ. Đề phòng rủi ro về chuyện này. Tử vi tuổi canh dần, thuộc mệnh mộc. Có tin tức không tốt ở xa. Việc đi xa hoặc muốn thay đổi công việc, giải quyết một cách dứt khoát chưa có kết quả tốt không nên vì tình cảm quá mức mà buông thả cho họ hành động sẽ có thiệt thòi hoặc mang tai tiếng thị phi ngày có nhiều người đến vì tiệc tùng gặp gỡ không nên sợ sự thiệt thòi sẽ có lợi về sau điều tưởng chừng đã mất đã quên sẽ tìm lại được gặp lại người xưa việc cũ không nên cãi nhau vì bất đồng quan điểm việc ăn uống xử sự, sự mỗi người đều có tánh ý khác nhau nên tôn trọng tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim Ngày có sự hội ngộ, tiệc tùng, tu bổ, sắp xếp lại công việc hoặc có tin tức ở nơi xa. Không nên bày vẽ thêm sẽ không có kết quả. Mọi việc chỉ nên giới hạn khi cần thiết. Tài lộc dễ hao, có người đi xa, gặp lại người xưa, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ cần phải giải quyết. Tử vi tuổi mão Công việc của người tuổi mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có tam hợp phù trợ song bạn cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt nếu muốn lên kế hoạch phù hợp trong tương lai bản mệnh cũng không nhất thiết phải làm mọi việc một mình nhất là khi đứng trước những quyết định trọng đại hãy cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm bởi mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn xem ngày tốt xấu theo trực hôm nay trực thu là ngày tốt để bắt đầu kinh doanh nhập học kết hôn nhận chức dọn nhà mới tuy nhiên việc tố tụng là việc cần được giải bỏ thì không nên chọn ngày có trực thành Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi tất hợi. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy. Không nên dính líu đến chuyện của người khác, thêm một chuyện sẽ không tốt bằng bớt đi một chuyện, hoặc bàn ra tán vào dễ có sự hiểu lầm. Nếu có được hỏi ý kiến cũng phải có sự khéo léo, vì sự việc còn liên quan đến nhiều người, hoặc dễ chạm tự ái. Nên tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những việc cũ. Tâm tình bất an, gia đạo có người đau ốm, hoặc có chuyện buồn phiền. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc rất dễ xảy ra trái với sự tính toán hoặc ngoài dự tính. Không nên tin cần người khác và cũng không nên quá tự tin vào chính mình, sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt. Có tin buồn, cẩn trọng sức khỏe không tốt. Việc đi lại, giao dịch hoàn toàn không có lợi. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp có sự hư hại về đồ đạc cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Ngày có tiệc tùng, hoặc có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, có lộc ăn, quà tặng. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp nhưng cũng không có sự thiệt thói nên tìm lại những công việc cũ còn sót lại để giải quyết cho xong có lợi sau này tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim dù là công việc hay là tình cảm vui chơi cũng không nên kéo dài sẽ gây ra nhiều phiền toái hoặc không có kết quả có quý nhân hoặc bè bạn đến đem sự thuận lợi về công việc làm ăn nhưng cũng có tin buồn về sự lùng cùng rắc rối trong vấn đề di chuyển đi xa tổ chức công việc tài lộc vào ra thất thường có sự thiệt hại về máy móc đồ đạc hao tài về tu bổ sửa chữa mua sắm có tin xa đã hẹn từ trước. Tử vi tuổi thìn. Chính tài nâng đỡ, tình hình tài chính của người tuổi thìn có dấu hiệu cải thiện hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đó. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được mức thù lao xứng đáng. Người làm đầu tư, kinh doanh thích hợp đưa ra những quyết định đầu tư trong ngày hôm nay. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đừng chần chừ, do dự để thời cơ trôi qua đáng tiếc. Mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, biết đâu đó chính là người bạn luôn trông đợi bao lâu nay thì sao. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu tí. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi, thảo luận, bàn bạc lập kế hoạch, chưa phải là lúc tiến hành. Có tin xa sự hẹn hò hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu có lộc nhỏ hoặc có việc lợi lộc sự thuận lợi đến với mình trong nhóm có người đồng ý kiến với mình tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ không nên nhúng tay vào chuyện của người khác không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp chỉnh đốn lại những công việc cũ đi xa hoặc di chuyển bất lợi hoặc chỉ gặp những chuyện không như ý tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu vì có sự e ngại nên để người khác đứng thay cho mình có hao tốn chút ít về giao thiệp hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có tin buồn hoặc tin xấu của thân nhân bè bạn hoặc có người đến nhờ và mình giúp đỡ nếu là người làm về kinh tế nên có sự nhẫn nại với khách hàng nhưng cũng không nên vì tình cảm mà gặp sự thiệt thòi hoặc phải miễn cưỡng mà làm sẽ không có lợi cho cả đôi bên tài lộc có được chút ít tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy có sự đi xa di chuyển quay về nơi trốn cũ gặp lại người cũ hoặc nhận được tin tức của họ có nhiều công việc cần phải giải quyết do có nhiều tin tức mới đem lại tài lộc trung bình hao tài cho nhiều chi phí di chuyển mua sắm quà tặng tử vi tuổi tỵ. Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Để ngày càng thấu hiểu suy nghĩ và cảm xúc của nhau, hai người luôn dành nhiều thời gian để chuyện trò và tâm sự. Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình, hãy cho đôi bên một cơ hội thử đến với nhau nhé. Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, thương quan thấy rằng bạn dễ gặp rắc rối với người làm lãnh đạo. Có lẽ bạn cần phải chú ý hơn đến cách diễn đạt, trình bày của mình, không phải lúc nào có gì nói nấy cũng là tốt. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu thân, dậu. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình, và mọi chuyện sẽ qua. Ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt gia đạo bất an hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ, sửa sang, mua sắm, chữa bệnh. Tài lộc chậm chạp, đi xa bất lợi, có tin xa. Tử Vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Không nên chần chờ mà hãy tiến hành nhanh chóng việc cần làm. Không nên nghe lời người khác bàn ra tán vào sẽ không có lợi. Có tin buồn, nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Sự tiếp xúc giao thiệp, hợp tác gặp gỡ đều không có lợi, không đúng như dự tính. Tử Vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc nên giới hạn mọi sự giao thiệp, việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lẫn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng mọi việc. Tử Vi tuổi Tân Tỵ, thuộc mệnh Kim. Có khách đến nhờ vả về công việc soạn thảo giấy tờ, di chuyển, đi lại các thủ tục về bảo trợ, bảo hiểm nên nhận lời. Ngày có tài lộc hoặc có sự thuận lợi trong công việc làm ăn cẩn trọng sức khỏe không được tốt, gia đạo có tin buồn nhưng cũng không đáng lo ngại, không nên mưu cầu về lộc bất ngờ, không tốt. Tử vi tuổi quý tỵ, thuộc mệnh thủy. Có tin tức ở nơi xa thông báo về kết quả công việc mà mình đã gửi đi từ trước hoặc trong nhà có người đi xa về tiệc tùng, đình đám. Sự mong cầu về tiền bạc tuy có gặp rắc rối, thiệt hại nhưng cũng không đáng lo ngại, vẫn có phần lợi lộc của mình. Ngày không nên di chuyển, đi xa bất lợi. từ vi tuổi ngọ nhờ có nhị hợp nâng đỡ hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi ngọ đầu tư làm ăn khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao bản thân bạn vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bạn nhất là khi khó khăn xảy đến trong gia đình, bạn luôn cố gắng thấu hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Bạn luôn muốn mình là bạn bè của con thay vì là bề trên. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần mùi tuất. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Trong sự di chuyển đi xa có sự chắc trở hoặc gặp rủi ro chút ít nhưng cũng không đáng lo ngại không nên bực mình khi có tin hoặc có người, bè bạn nóng tánh vì hiểu lầm, hoặc quá lo vì công việc. Sự vồn vã về tình cảm là điều không nên. Tài lộc trung bình, có tin vui về tình cảm, bè bạn, gia đình. Có tin buồn về sức khỏe, đau bệnh, công việc làm ăn của người thân. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Không phải là dễ dàng khi giải quyết một lần là xong, còn nhiều sự việc xảy ra. Nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại. Tài lộc dễ có sự hao tốn, có tin buồn, không như ý, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn của mình hoặc của gia đình. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Gia đạo bất an, có người đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ. Ngày của sự đến hẹn định kỳ, những việc đã có dự tính trước nay xuất hiện, hoặc có sự kết thúc của việc làm và mở ra công việc mới. Tuy nhiên cũng nên xem xét lại kỹ lưỡng e có sự thiếu sót cần phải sửa chữa, điều chỉnh. Ngày có tin vui hoặc có khách đình đám. Sự mong cầu về tài lộc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả. Nên cẩn trọng khi sử dụng phương tiện di chuyển, máy móc, xe cộ. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc nên cẩn trọng trong khi di chuyển, đi lại, có rủi ro hoặc gặp trở ngại chút ít. Có sự gặp gỡ lại người xưa trốn cũ, hoặc ra đạo có nhiều người vì tình cảm cũng như về việc làm mà đến. Sức khỏe không tốt, mọi việc chỉ nên ghi nhận không nên vội vàng giải quyết tính toán e có sự thiếu sót, sai lệch đưa đến bất hòa, bực mình. Tài lộc trung bình, có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi mùi thiên tài chiếu mệnh người tuổi mùi có thể phát tài một cách nhanh chóng chỉ nhờ trò may rủi tuy nhiên bạn không nên dựa dẫm vào việc ấy cho rằng mình có thể không làm mà vẫn được hưởng thành quả một số người làm ăn cũng nhận được sự tin tưởng của khách hàng nhiều mối hàng liên tiếp đổ về khiến bạn hốt vàng hốt bạc hãy tiếp tục phát huy và giữ vững điểm mạnh của mình nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn giảm bớt những rắc rối không mong muốn Hướng tốt hôm nay là hướng Đông Bắc và Nam. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Nên có sự chậm rãi, không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp. Tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có lộc. Những việc tồn động ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn công việc, thu dọn những việc việc còn bỏ dở. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy ngày sung của bổn mạng. Nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu, cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý, có sự cản trở. Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn. Dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm, giao thiệp cũng không nên đi quá xa. Có tin buồn, sức khỏe không tốt. Nguồn, http 2 gạch chéo gạch chéo xem tướng .net. Vui lòng không xóa linh nguồn. Tử vi tuổi kỳ mùi, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ, sửa chữa đồ đạc nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi thị phi, nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt, có tin buồn, ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng chỉ nên giới hạn trong các công việc thường nhật, không nên toan tính gì thêm sẽ không có lợi. Tài lộc trung bình, có người đến nhờ mình giúp đỡ về công việc cũng như chuyện riêng tư tình cảm, nhà cửa. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Ngày tuổi của bổn mạng. Gặp lại người cũ, có người đi xa trở về. Có tin tức không tốt ở xa về sức khỏe, bổn mạng của người thân. Không nên thay đổi dự tính công việc mới, chỉ nên theo lối cũ mà làm thì có kết quả. Không nên quá chú trọng vào ý kiến, lời hẹn của người khác. Cầu tài khó khăn, việc mua bán còn gặp trắc trở. Cẩn trọng sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi thân người tuổi thân trở nên rất vượng đào hoa trong hôm nay ngay từ lần gặp đầu tiên bản mệnh đã có thể dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình tuy nhiên nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những ai có ý định làm thân đừng vì một phút ham vui mà làm ra việc gây tổn thương cho những người thân thiết nhất làm tổn hại đến hạnh phúc gia đình chính quan cho thấy bạn vốn là một người thông minh và lanh lợi, và nếu biết tận dụng điểm mạnh của mình, bạn hoàn toàn có cơ hội gây ấn tượng mạnh mẽ với người làm lãnh đạo. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ tí, thìn, tỵ. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều tin vui hoặc việc làm bình thường. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng. Có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc trên tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác chớ nên quyết định tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện hoặc đã đến hẹn định kỳ nếu không thì công việc đang tiến hành sẽ có sự ngưng ngang phải giải quyết việc khác nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết đi xa có tin buồn tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước có khách đến không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc mọi việc không nên cưỡng cầu chỉ tự làm khổ mình có quý nhân đến giúp đỡ về mặt làm ăn hoặc có tin tốt về việc làm đã đến lúc cần phải thay đổi hoặc tiến hành những công việc đã có dự tính từ lúc trước tài lộc đến bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu không nên tiến thêm tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim có sự kết thúc hoặc khởi đầu lại cho công việc có nhiều tin tức thuận lợi cho công việc làm ăn mọi dự tính đều phải thay đổi cho phù hợp với thực tế gia đạo yên vui hoặc gặp được thân nhân bè bạn tốt lành tài lộc trung bình tử vi tuổi dậu thiên quan cho thấy hôm nay không phải là một ngày tốt lành gì đối với người tuổi dậu tốt nhất bạn nên tránh va chạm với bạn bè đồng nghiệp bởi sau cùng thì người lãnh hậu quả cũng chỉ là bạn mà thôi trong mối quan hệ với lãnh đạo bạn cần phải có cách cư xử khéo léo hơn chớ nên nói năng quá thẳng thắn bộc trực kể cả có ý kiến phản đối đi chăng nữa bạn cũng nên ăn nói sao cho dễ nghe trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu, thìn, tỵ. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh, tình thế hiện tại dù có hao tốn hoặc khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn chuyện nhà cửa, công danh, tình cảm, sức khỏe, bổn mạng của mình lẫn người thân. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người, không nên tự mình giải quyết, có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Ngày có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mọi việc đến thì nên tiến hành nhanh chóng hoặc cố gắng giải quyết vì trong ngày còn có nhiều chuyện xảy ra có khách đến hoặc có tin khiến mình phải giao tiếp ngày có nhiều sự bận rộn vừa về công việc vừa về tình cảm đông người có người mang tin buồn cần nhờ mình giúp đỡ cũng có tin vui về họp mặt gặp gỡ tiệc tùng tài lộc vào ra thất thường tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có tin vui về công việc làm ăn tuy nhiên cần phải cẩn trọng khi nhận được tin tức hoặc sự đề nghị có thể do sự hiểu lầm tin tức đảo ngược với thực tế có cuộc đi ngắn tài lộc trung bình có tin xa tử vi tuổi tuất tương hình tác động khiến người tuổi tuất dễ gây tổn thương cho người khác thông qua lời nói bởi bạn thường không uốn lưỡi bảy lần trước khi nói bên cạnh đó bạn cũng thường xuyên cảm thấy căng thẳng lo lắng khi phải đối diện với những khó khăn trong công việc Tuy nhiên, chính những cảm xúc tiêu cực như vậy mới khiến những khó khăn lại càng chồng chất đấy. Nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp. Hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác, bạn sẽ tìm ra nhiều hướng giải quyết công việc. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa. Mọi việc cần nên nhẫn nại. Không nên chỉ nghe ý kiến của một phía cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định có sự sai hẹn rời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán có tin tức ở xa về chuyện tình cảm sức khỏe bổn mạng của người thân có lộc nhỏ gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên tìm gặp quý nhân hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công nếu không cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình có sự tu bổ sửa chữa chỉnh đốn về đồ đạc vật dụng hãy đắn đo về chuyện tiền bạc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc gia đạo nhà cửa cho đến chuyện tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim không nên để tình cảm xen lẫn vào công việc của mình nếu có sự mong cầu về tình cảm giao thiệp cũng nên từ từ chậm rãi vì niềm tin của họ đối với mình chưa đủ cần nên nhẫn nại hoặc có sự thiệt thòi đôi chút sẽ có kết quả tốt có tin tức ở xa có tài lộc tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy việc dù tốt đẹp đến mấy cũng phải đề phòng bất chắc công việc cần phải có nhiều người giúp có sự hội họp bàn thảo các vấn đề gặp sự trắc trở trên phương diện kỹ thuật máy móc nói chung là mọi việc đều phải thay đổi nhà có đông người ngày của tài lộc đáo hạn định kỳ có chuyện bực mình hoặc có tin buồn trong gia đạo tử vi tuổi hợi hôm nay mối quan hệ giữa tuổi hợi và người nhà không được êm ấm thậm chí sự quay lưng lại của các thành viên sẽ khiến bản mệnh cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình trước mắt bạn hãy dành thời gian để kiểm điểm bản thân xem sao đã nếu đã lập gia đình mối quan hệ của bạn với nửa kia cũng không mấy êm đẹp đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết bao dung thông cảm cho nhau nếu không mau thay đổi tình cảm của hai người sẽ nhanh chóng dạn nứt tuy nhiên chính ấn lại là dấu hiệu tốt với những ai đang theo đuổi con đường học tập hoặc công danh sự nghiệp chậm mà chắc, bạn đang bước những bước tiến vững vàng để tương lai thăng tiến. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu, dần, mùi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro, hoặc bị trách oán, dèm pha. Có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc. Nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại. Có tin buồn, tài lộc không tốt, tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết sức khỏe không tốt có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng gia đạo bất an trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội sức khỏe không tốt có tin buồn gia đạo bất an trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim vấn đề tình cảm không nên cưỡng cầu và cũng nên khéo léo trong sự giao tiếp để khỏi gây sự buồn phiền cho họ về việc làm nên thẳng thắn nói lên sự trở ngại, khó khăn khi có người muốn nhờ mình giúp đỡ. Có tin buồn về sức khỏe, công danh của bè bạn, người thân. Có tài lộc, có người đi xa, gặp lại người xưa hoặc có tin tức của họ. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy. Có tin buồn về sức khỏe của thân nhân, bè bạn hoặc có tin xấu về chăn nuôi, xúc vật. Ngày của sự đáo hạn, định kỳ, đến hẹn, hao tài về mua sắm, tiệc tùng, giao thiệp, có lộc nhỏ. cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại